Zelis Mix chuối tươi vẫn thơm ngon ngất ngây, nhưng độc đáo và cực lạ miệng. Nè, lần sau nhớ về sớm không biết chơi đồ đáng ghét. Bắt mày cái này em rồi. Hết hồn trời. Mai nhỏ này ăn trúng gì vậy trời? Em biết xài cái máy này không? Em chỉ cho chị đi. Không biết không biết, đói bụng lắm. Dọn sườn ra đây. Sườn ngon lắm. Sườn ngon, sườn ngon, sườn ngon. Ờ, Tommy. Ba nó đâu rồi con? Dạ. Chú đang ngủ không? Dạ hả? Dạ. Con mời ông ăn cơm. Lấy em sườn cho tôi đi. Sườn chưa có chín. Em chờ xíu nha. Quá mệt mỏi. Ăn mà còn phải chờ đợi, quá mệt mỏi. Mà cụ non, im giùm cái. Ủa rồi em con nó ăn cơm chưa con? Dạ, chút xíu nó ăn chung với con cũng được á không? Đâu được, con nít làm sao để ăn trẻ được. Thôi, lại đi ăn cơm chung với ông đi con. Đừng im. Nó vô bận lắm, sao nó ăn chung với mình được? Con này, dơ cái gì mà dơ. Vô ngồi ăn đi con. Đừng im. Ông ngoại, ông ngoại muốn nó ăn đúng không ngoại? Thì sao? Chị Lam Chi sẽ nhịn cho ông ngoại vừa lòng ông ngoại. Vậy thấy giỏi không? Không chịu à. Nên không ăn thì đi. Đi lên. Dạ, sườn chín rồi nè. Sườn hả? Có sườn này. Trời, có quả kìa. Thôi, lấy cái chén cho em đi con. Đây, ông cho con miếng sườn ha. Không được ăn cái này, ăn cái khác ơi. Thiếu gì sườn, một mình ăn hết không? Mày đặt. Ngon không con? Dạ ngon, anh cảm ơn. Ăn nhiều vô. Ăn thoải mái đi con. Ăn thoải mái đi con, đồ chùa sao ăn thoải mái đi con. Đồng ý. Dạ. Rồi con làm xong rồi con về nhà luôn hả? Dạ. Con cũng chưa biết nữa không? Giờ nếu mà khó khăn quá thì thôi ở lại đây một đêm đi. Rồi sáng mai về luôn ha. Dạ, con cảm ơn ông. Ngon không? Ăn thoải mái đi con. Đúng rồi, có người lạ trong nhà là như vậy á. Mày uống hết hộp sữa của tao chứ gì? Hả? Gì? Mày uống hết hộp sữa của tao đúng không? Đúng không? Khỏi trả lời. Nhìn mắt mày láo liên là tao biết là mày uống hết rồi. Mình chỉ uống có chút xíu thôi à. Như đây hả? Đây không hả? Mình uống bằng này nè. Bằng này nè. Nhưng mà lúc mình uống trong hộp không còn nhiều. Mày á không được đụng tới đồ ăn trong cái nhà này. Mày á mà còn đụng là mất ốc mày á bây giờ, mày tin không? Mình hiểu rồi. Đúng là mệt mỏi của con nhỏ này quá. Nó làm tôi già đi mấy tuổi luôn. Hey Jin, so for how long are you going to stay here? I have no idea. You know me. Ôi nhìn em dễ thương quá hả? Nhưng mà em đi với Julian á giống như con voi đi với con chuột vậy. Nếu như mà em đi chung với anh á giống như hai con chuột dễ thương lắm. Ủa, anh bị sao vậy? À không có gì đâu. Không có gì đâu em.
Ủa mà em tính kiểu như là em về đây xong rồi em sẽ ở đâu? Em chỉ đi đây đó để thăm bạn bè thôi à. Mà anh có thể cho em ở ké lại đây có được không vợ? Thế thì vinh hạnh cho anh quá rồi. Hay là bây giờ đi lên sắp chỗ anh với em, anh cho em ở chung phòng với anh nhé. Xin lỗi mọi người nha, tụi tôi lên trước. Từ từ, anh giỡn mà, anh giỡn xíu. Không có gì đâu ạ. Bạn của anh vui tính quá ha. Thì hai người đó lúc nào cũng vậy á, nhưng mà thật ra rất là tốt bụng. Ôi, còn cô bé dễ thương này là ai đây? Em tên gì? Em tên là Tâm Anh. Tên của em cũng đẹp quá à. Ủa mà sao em quen với anh Julian vậy? Ê, anh Tâm, she's my best friend. Đó là bạn thân duy nhất của anh luôn á. Đúng không Tâm Anh? Dạ đúng. Là bạn thân nhất của chị đó nha. Nếu nói vậy thì chị em mình cùng tổ chức cuộc thi đấu rồi đó. Ủa mà em cũng dễ thương thiệt. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 7 tuổi rồi đó. Ồ vậy là em cũng còn em bé lắm đó nha. Can you make spaghetti for me? I haven't had that for such a long time. Oh, alright. Well, since it's been a long time. Yeah, help me. Okay, let me help you. Yeah. Take it. I'll take some vegetable here. I will take that. Okay. Chú tính làm gì vậy chú? Chú sẽ làm món spaghetti. Vậy cho con làm chung. Ơi, ngồi đó cho chú. Chú với chị Phương Trinh sẽ bắt đầu làm ha. Trinh Trinh, how is Brad doing? I remember the time when I made you some shrimp and it turned out that you were allergic to it. Oh my god, that's so hilarious. Can't believe you remember that. I will always remember that. Chú ơi. Hả? Chú cho con làm chung với chú được không? Con cứ đứng đó chơi đi con nè. Tụi chú cũng sắp xong rồi nè. Hả? Dạ. Nhưng mà chú cho con làm chung đi mà. Em bé thì cứ ngồi đó chơi là được rồi, để chị làm cho. Em đâu phải con nít nữa đâu mà chị cứ kêu em là em bé hoài ạ. Wow, chị nói vậy không đúng hả? Em bé này lạ ghê nha. Đã nói là đừng có kêu em là em bé nữa mà. Được rồi. Nè, Tâm Anh, qua đây chú. Đây. Thấy chưa? Bây giờ đó, cái này là phần quan trọng nhất nè. Còn rất tiêu lên đây cho chú. Đó. Thấy chưa? Đẹp chưa? Tâm Anh đúng là giỏi nhất luôn đó. Ai da. Ủa em bị gì hả? Bị đứt tay hả? Em bị đứt tay. Đây. Thôi, đi lên phòng anh lấy cái đồ anh băng cho nha. Đi. Ê, Tâm Anh, xin lỗi. Chờ chút xíu nha. Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buồn chưa hết câu. Nước mắt ta dần khóe. Em hát hay quá à. Em có phải là ca sĩ không vậy? Dạ không, em chỉ thích hát và đàn chơi vậy à. Nhìn em đánh đàn mà hát á, dễ thương ghê luôn á. Chào cả nhà. Dạ, chào cô. Ủa, có chuyện gì mà đông vui vậy? Ai đây? Dạ, đây là Phương Trinh, bạn gái của anh Julian từ Mỹ mới về cô. Ơ, không phải đâu bà ơi. Chị không phải là bạn gái đâu. Chị chỉ là em gái kết nghĩa thôi à. Sao cũng được. Đúng rồi. Mà anh biết rõ em mà. Vậy lên phòng. Mà đừng đánh anh nữa mà. Thôi mà cứ đánh lên. Chú nghe này Tâm Ý. Rồi cháu biết rồi. Ok, bye con. Tâm Anh ơi, chị hai kêu là phải về rồi. Vậy thì con xin phép chú, em xin phép chị em về. Ê, đi đâu vậy? Ai cho con về một mình? Ngồi đó chờ chú một xíu cho nên thay đồ rồi dắt con về nha. Dạ, thôi. Em muốn xin ngủ ở lại một đêm có được không anh? Một đêm? Được. Anh đi hỏi cô chủ nhà một tiếng là được à. Bộ chị không có nhà hay sao vậy? Chị nói rồi mà, chị có sống Việt Nam đâu. Thôi, ngồi chờ chú một xíu cho nên thay đồ liền nha. Rút. Dạ, thôi con về một mình cũng được. Không có được. Giờ này sao em về mình? Ngồi xuống chờ chú một xíu. Ngồi xuống. À anh Julian,
anh có muốn xem hình của anh Brad không? Ồ, anh Brad hả? Cái anh Brad mà hồi đó mà học chung với anh ở bên Mỹ mà đi du lịch mà giờ cưới cái bà vợ gì mập mập đó đúng không? Ờ đúng rồi đó. Đây đây đây, anh coi coi coi. Đúng Brad này nè. Rồi sau 2 năm mà sao rồi, nó ốm nhất vậy? Nè, lần sau nhớ về sớm không biết chơi đồ đáng ghét. Bắt hai cái này về em rồi. Hết hồn trời. Mai nhỏ này ăn trúng gì vậy trời? Dạ, tại vì em định khoe tranh mới vẽ với chú Julian á. Nhưng mà tại chú không bắt máy. Bực bội quá à. Có cái gót giày thôi cũng gãy nữa. Em chào cô. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Nè, con hỏi chú Julian hả? Dạ. Con chưa biết gì hả? Chú Julian có người yêu rồi con. Ê, có con dịch bầu kia. Sao mày lại ngồi đây hả? Gì? Đang khóc hả? Nhìn vui thiệt có. Dịch bầu mà cũng bày đặt nổ rồi đó. Sao mày gan quá vậy? Bộ muốn khóc là khóc hả? Muốn khóc thì cũng phải xin phép tao chứ. Trời ơi trời, coi tôi là người vô hình trời.